Lisa Blackpink vướng ồn ào phong sát bị bạn bè xa lánh, cố chấp rời YG, sự nghiệp càng khó giữ. Giữa ồn ào bị phong sát tại nước tỷ dân, nhiều người cho rằng nếu Lisa rời YG thời điểm này sẽ gặp phải không ít khó khăn. Thông tin xoay quanh nữ idol vẫn đang là tâm điểm thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Vừa qua, thông tin em út Hắc Hương vướng nghi vấn bị cấm sóng tại thị trường Trung Quốc đã làm dấy lên những tranh cãi trên các diễn đàn. Thậm chí sau đó, một số nguồn tin còn cho rằng cô nàng nhiều khả năng sẽ bị chấm dứt hợp đồng với những thương hiệu nước ngoài xa xỉ. Khoảng ít ngày sau lùm xùm, Lisa đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh chú cún Love trên Instagram cá nhân. Hành động này khiến nhiều người cho rằng nữ idol sinh năm 1997 đang rất thoải mái và không bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực trên mạng. Tuy nhiên, truyền thông xứ Trung lại đang có một góc nhìn khác xoay quanh câu chuyện này. Cụ thể, trang tin Sohu đã đăng tải bài viết và đưa ra quan điểm về động thái của Lisa, tạm dịch. Bức ảnh đơn giản này dường như ẩn chứa đầy ý nghĩa sâu sắc và gợi lên nhiều liên tưởng. Phải chăng Lisa giờ đây chỉ có một mình, không có bạn bè thực sự và chỉ có chú cún cưng trung thành đầy bầu bạn? Hình ảnh này khiến nhiều người xót xa, đồng thời cũng làm người ta phải suy ngẫm. Liệu một ngôi sao nổi tiếng một thời cũng phải đối mặt với sự cô đơn và bất lực? Sự việc này có thể là một thử thách lớn trong cuộc đời. Mong rằng Lisa có thể mạnh mẽ đối mặt với nó, có được những tình bạn chân chính mà không còn cảm thấy cô đơn nữa. Trang tin này còn nói thêm, những người bạn trong ngành từng thân thiết dường như đang tránh mặt Lisa và ít người tương tác với cô, ngay cả những người bạn thường xuyên đồng hành cùng cô cũng bỗng trở nên xa lạ. Nhìn vào sự thay đổi này, người ta không khỏi tự hỏi liệu Lisa có đang bị xa lánh hay không. Đáng chú ý, cũng trong bài viết, trang tin Sohu nhận định rằng chỉ trong vòng một tháng, các thương hiệu cao cấp lớn của châu Âu đã vạch ra ranh giới rõ ràng với Lisa. Ngay cả thương hiệu hàng đầu LV từng mời cô hợp tác cũng không ngoại lệ. Có lẽ bạn vẫn còn nhớ khi Lisa tuyên bố tham gia Crazy Horse, người hâm mộ đã đưa ra lời khuyên. Họ cầu xin Lisa đừng bị tình yêu làm mờ mắt và đừng từ bỏ sự nổi tiếng mà cô có trong bao năm qua để phục vụ cho cái gọi là giai cấp quyền lực. Thế nhưng thật đáng tiếc khi Lisa dường như nhắm mắt làm ngơ mà nhất quyết dấn thân vào con đường mạo hiểm này. Thậm chí cô còn phớt lờ ý kiến của người hâm mộ khi đó và đưa ra lời được cho là thách thức khi đăng tải dòng chữ bạn không được mời. Tuy nhiên, thực tế lại không như truyền thông Trung Quốc đưa tin, bởi những người bạn của giọng ca Lisa vẫn thường xuyên theo dõi và ủng hộ cô giữa những ồn ào bủa vây. Bằng chứng là bên dưới bài đăng mà cô nàng chia sẻ hình ảnh chú cún Love, những người bạn thân thiết cũng đã nhanh chóng để lại bình luận. Hay khoảnh khắc du lịch mới đây của Lisa vẫn tiếp tục được bạn bè đăng tải khi cô đang vướng nghi vấn bị phong sát tại Trung Quốc. Không thể phủ nhận Lisa hiện là idol K-pop nổi tiếng toàn cầu, nhưng tại Hàn Quốc danh tiếng của cô có phần thua kém 3 thành viên còn lại trong nhóm Blackpink, bởi công chúng xứ sở Kim Chi luôn ưu tiên những ngôi sao trong nước hơn là sao ngoại quốc. Bằng chứng là khi Jennie, Lisa cùng vướng ồn ào tương đồng về hình ảnh, phản ứng của khán giả Hàn với cả hai có sự khác biệt rõ rệt. Cụ thể, sau khi tham gia bộ phim The Idol, có những phân cảnh vũ đạo được cho là quá khiêu gợi, khiến nữ rapper 27 tuổi bị chỉ trích trên các diễn đàn. Nhưng sau đó, sự quan tâm của công chúng đối với cô nàng dường như không thuyên giảm. Khi Jennie trở lại với đĩa đơn UM Mi vẫn được ủng hộ một cách nhiệt tình. Ca khúc còn leo lên top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Trong khi đó, Lisa biểu diễn ở câu lạc bộ người lớn Crazy Horse Paris Pháp cũng trở thành chủ đề bị chỉ trích trên mạng xã hội. Một số tờ báo Hàn Quốc thậm chí còn dùng lời lẽ khá gay gắt lên án nữ idol sinh năm 1997. Lisa khởi nghiệp là một thần tượng K-pop, giờ đây cô đã trở thành nghệ sĩ hàng đầu thế giới cùng Blackpink. Lisa có quyền lựa chọn và thực hiện những hoạt động mình muốn. Tuy nhiên, trong quá trình đó, những người hâm mộ trong nước đã tạo nên Lisa như hôm nay đang dần bị lãng quên, tên Asia bình luận. Đáng nói, phản ứng của công chúng xứ Kim Chi đối với em út Hắc Hường hiện là thái độ khá thờ ơ. Điều này còn tệ hơn việc tiếp tục bị chỉ trích và được bàn luận. Tên ACA nhận định Lisa lãng quên fan Hàn, nhưng có lẽ Lisa đang chịu hậu quả ngược lại. Với tình hình hiện tại, nếu rời YG để đầu quân cho một công ty Thái Lan hoặc Mỹ, chưa chắc em út Blackpink sẽ duy trì được hình tượng đáng mơ ước suốt 7 năm qua.